Tiết 61, mười phương tịnh độ và đau suất tịnh độ. Trong mười phương quốc độ có vô số cõi Phật màu đẹp, tinh sạch, trang nghiêm, chẳng hạn như thế giới tịnh lưu ly trong kinh Dược Sư, thế giới chúng hương và diệu hỷ trong kinh Duy Ma Cật. Nhưng tại sao ta không niệm danh hiệu chư Phật để cầu sanh về các tịnh độ ở mười phương, lại chỉ phát nguyện sanh về Cực Lạc? Trong ấy có ba nguyên do. Một, do sự giới thiệu khuyên dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bảo nên cầu sanh về cõi Cực Lạc. Theo lời cổ đức thì ngoài sự kiện cõi Cực Lạc có nhiều duyên nhiệm màu thích hợp cho việc nhiếp hóa căn cơ ở các cõi ối độ, Đức Bổn Sư không muốn thuyết minh nhiều về những tịnh độ khác, sợ e chúng sanh khởi niệm so sánh phân dân, tâm không quy nhất. Do việc đủ duyên nhiệm màu để nhiếp hóa mà không những riêng ở cõi Ta Bà, các chúng sanh ở vô số thế giới trong mười phương đều cầu về Cực Lạc. 2. Do Đức A-di-đà Thế Tôn có 48 lời thệ rộng lớn trang nghiêm cõi tịnh độ, nguyện tiếp dẫn từ Bậc Bồ Tát cho đến hàng phàm phu nhiều tội ác. 3. Do vì chúng sanh ở cõi này có nhân duyên lớn với Phật A-di-đà và Bồ Tát Quán Thế Âm ở cõi Cực Lạc. Điều minh chứng là khi các Phật tử gặp nhau đều chào mừng bằng câu A-di-đà Phật, và lúc bị tai nạn thường niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Bởi những lẽ trên mà cõi Cực Lạc có những điểm ưu thắng để cầu sanh hơn các tịnh độ ở mười phương. Về đâu suất tịnh độ, Phương Luân Cư Sĩ, một vị uyên bác về Phật học, đã trình bày ý kiến của ông như sau. Tại thế giới này, về phương trên có cung trời đâu suất nội viện do Đức Di Lặc Bồ Tát làm chủ. Nơi ấy cũng tốt đẹp trang nghiêm, Đức Di Lặc hằng thuyết pháp, chư thiện thiện nhân câu hội tu hành, nên gọi là đâu suất tịnh độ. Trong kinh Di Lặc Thượng Sanh và Hạ Sanh, Đức Thích Tôn cũng giới thiệu quốc độ ấy rất tinh tường và khuyên nên cầu sanh. Sở dĩ có sự giới thiệu đó bởi bản ý Đức Thích Tôn muốn cho hành giả trước theo Di Lặc Bồ Tát học tập, tương lai lại theo Ngài Hạ Sanh mà được đắc quả trong ba hội lâm qua. Điều này chính do Đức Bổn Sư khuyến tấn. Nhân đó, người tu Phật cũng có nhiều vị cầu về đâu suốt tịnh độ. Hơn nữa, Di Lặc Bồ Tát từng nói luận du già sư địa, Ngài là thủy tổ của tâm duy thức. Thế nên, người tu về duy thức tông phần nhiều đều có tâm nguyện cầu sanh đâu suốt cho chỗ tu hành tiến đến mức cao thâm. Đối với việc này, người cầu sanh Cực Lạc chỉ có tán thán Đức Thích Tôn, lòng từ bi vô lượng, khéo mở nhiều phương tiện độ sanh, lại cũng tán dương những vị cầu về đâu suốt tâm háo học không chán mỏi, ý nguyện trở xuống cõi trượt để quá độ rất tinh thành. Nhưng đâu suốt nội diện chưa là cảnh tối thắng và chẳng phải chỗ thành đạt chắc chắn cho những kẻ căn cơ trung hạ, bởi trong ấy có ba sự kiện. Một, đâu suốt nội diện về y báo chẳng trang nghiêm rộng lớn nhiệm màu bằng Cực Lạc, về chánh báo lại cũng kém hơn. Vì ở Tây Phương hiện có Đức Phật A-di-đà đang thuyết pháp vô lượng bậc nhất sanh bộ xứ Bồ Tát, giúp thêm phần khuyến tấn dắt dìu. Giả lại, ở Cực Lạc, dân chúng thọ mạng vô biên là chỗ nương về tốt đẹp an ổn nhất. 2. Đức Di Lặc không có bản nguyện tiếp dẫn như Phật A-di-đà sanh về đâu suốt hoàn toàn nhờ tự lực, sợ e khi lâm chung bệnh khổ hôn mê không nắm vững kết quả. 3. Đâu suốt nội diện rất khó giảng sanh. Như khi xưa Quyền Giác Đại Sư giới hành trang nghiêm, tham thiền ngộ đạo, thông suốt tam tạng đến chỗ sâu màu. Khi lâm chung, Ngài hội hàng đệ tử lại, làm kệ phó chúc xong, bỗng ngửa mặt lên hư không nói, lạ này, ta đã phát nguyện sanh về đâu suốt nội diện, sau nay lại làm vị thiên chủ ở cung trời Dạ Ma. Đệ tử thưa hỏi, Ngài bảo, chẳng phải việc các ngươi hiểu được. Giây lát lại nói, trên trời tăng khách thật đông nhiều. Nói xong liền tịch. Là sau khi Phật diệt độ 900 năm, ở xứ Thiên Trúc có ba vị Bồ Tát huynh đệ với nhau là Vô Trước, Thế Thân và Sư Tử Giác, tu môn Nhật Quang Định, đồng phát nguyện sanh đâu suất nội diện. Ba người cùng ước hẹn, ai sanh lên trước phải xuống báo tin cho hay. Sau Sư Tử Giác mãn phần trước, trải qua 3 năm tuyệt vô âm tính, kế đó Ngài Thế Thân viên tịch, rồi cũng bặt tin luôn. 2 năm sau, vào một buổi chiều tối, Ngài Vô Trước đang ngồi giảng kinh, bỗng thấy giữa hư không ánh sáng chói lòa, một vị thiên tử áo mão trang nghiêm hiện xuống, tự xưng mình là Thế Thân,
bảo đã được sanh lên đâu suất nội diện. Ngài vô trước hỏi: tại sao đến bây giờ mới cho hay? Thế Thân đáp: em vừa sanh lên được Đức Di Lặc xoa đảnh thuyết pháp, nghe pháp xong đi nhiễu ba vòng rồi xuống đây liền. Bởi thời gian tại đâu suất một ngày đêm ở dưới này đến 400 năm, nên thành ra làm cho anh nhọc lòng chờ đợi. Vô trước lại hỏi: còn sư tử giác ở đâu? Đáp: trong khi em đi nhiễu, nhìn ra thấy sư tử giác lạc vào ngoại diện, đang say mê theo thiên nhạc. Như ngài Huyền Giác là bậc cao tăng, ngài sư tử giác là hàng Bồ Tát, mà một vị chỉ lên đến cung trời thứ ba, một vị tuy lên được cung trời thứ tư nhưng lại lạc vào ngoại diện, bị cảnh ngũ dục thắng diệu làm mê. Những bậc cao minh như thế mà còn không đạt được kết quả sanh về đâu suất tịnh độ, thì kẻ căn cơ dung thường tất chưa dễ chiếm phần hy vọng. Nhớ lại khi xưa Bạch Lạc Thiên từng đề thi rằng: có người đi biển lại thần châu, nói thấy cung viên hải đảo màu, thật đẹp tiên đồng tay trỏ bảo, sẽ chờ Bạch Lạc bước lên lầu. Đã mến không môn chẳng học tiên, chuyện ni e cũng diệt hư truyền, bồng lai chẳng phải nơi ta ở, về chỉ về cung đâu suất thiên. Bạch Lạc Thiên trước học tiên cầu về bồng lai, sau lại bỏ tiên học Phật cầu về đâu suất. Đến lúc tuổi già, ông lại niệm Phật cầu sanh về cực lạc. Đây có thể gọi là càng suy gẫm chọn lựa, càng đi đến chỗ tinh di vậy. Chương 9. Đệ cửu yếu. Niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên. Khải đề: cửa rồng tâm cát dược, đỉnh nhạn bóng chim qua, khách đi nghìn dặm biệt sơn hà, đường tu gian khổ, chướng ngại trải hàng xa, nghịch thuận duyên ma khảo, thương ghét nợ quan gia, khá thương kham nhẫn cõi ta bà, khổ vui bao quản, dinh nhục tợ sương hoa, nhẫn nại bền lòng tinh tiến mãi, áp vàng thỏ bạc, năm tháng sẽ dần già. Mục A. Nói lược về các duyên khảo. Tiết 62. Vài nguyên nhân của các chứng duyên. Các bậc tiền bối trong làng tu thường bảo, khi phát nguyện làm những công đức rộng lớn hay tu hành, thường gặp nhiều chướng duyên khảo đảo thử thách. Người xuất gia có 4 giai đoạn mà chướng duyên thường phát hiện là: khi cạo tóc vào chùa, lúc thọ giới, khi học kinh điển, nhất là kinh Đại Thừa, và lúc gác bỏ mọi việc để tịnh tu. Có nhiều vị đã gieo sẵn duyên lành, hoặc do sức cố gắng tinh tấn nên dễ dàng vượt qua 3 giai đoạn trước, bước sang bước thứ 4. Nhưng đến khi tu hành tiến lên trình độ khá cao, tất khó tránh khỏi chướng duyên phát hiện. Như Hư Chân Thượng Nhân, một cao tăng cận đại, trong khi tinh tấn dụng công tham thiền, nghiệp chướng bỗng phát hiện, làm cho ngài bị đuôi, điếc và câm trong 3 tuần nhật. Vượt qua truyện cũ, Bút Giả nhớ một vị họ Tô cất am riêng ở chỗ thanh vắng tham thiền, đem một người theo giúp việc. Ban sơ ông tập ngồi từ 1-2 giờ, rồi lần lần tăng tiến, có thể 3 ngày đêm ở luôn trong định. Một độ nọ, Tô cư sĩ thiền định luôn 21 ngày không ăn uống. Người tùy cận thấy ông ngồi quá lâu, đến gần dò xem thì hơi thở ra vào đã tuyệt, không còn thoi thóp như mấy lần trước. Y không biết đó là trạng thái sâu màu của thiền định, lầm tưởng cư sĩ đã chết, liền đem ông đi chôn sống luôn. Lại có một vị tăng tu tịnh độ, niệm Phật mỗi ngày đêm đến 10 muôn câu. Do công đức niệm Phật, chỗ đất của sư đi đều hóa ra sắc vàng ròng. Một hôm, có người nạn dân đến xin tá túc. Sư nhìn người ấy rồi nói riêng với thị giả: gã này có tướng đạo tặc, ngươi nên cho y ăn no rồi hãy bảo ra khỏi nơi đây. Ông đạo nhỏ vì lòng thương xót, thấy người kia nài nỉ mãi, lưu luyến chưa nỡ đuổi. Quả nhiên ít hôm sau, người ấy nửa đêm lén vào phòng sư, bẻ gãy chân tay, giết ông chết, trộm một ít đồ trong am rồi bỏ đi luôn. 2 trường hợp trên, Cổ Đức bình luận:
cho là sức định nghiệp không thể tránh khỏi. Người tu có ba chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng, mà sức nghiệp chướng lại nặng nề nguy hiểm hơn hai thứ kia. Nhưng tại sao khi chưa tu thì chẳng có chi, đến lúc tu hành càng cao lại thường gặp nhiều chướng nạn? Đó cũng bởi chúng ta là phàm phu thời mạt pháp, cố nhiên phần đông chứng duyên đều nặng. Nếu chúng ta nghiệp nhẹ, tất đã sanh vào thời tượng pháp hoặc chánh pháp rồi. Nhưng không phải do tu hành nên phát sanh chứng nạn, mà đó là sức chuyển nghiệp, chuyển quả báo nặng thành quả báo nhẹ, chuyển quả báo đời sau thành quả báo hiện tại. Giả sử ta có 10 phần nghiệp chướng, do công đức tu nên tiêu trừ được 7 phần, còn phát hiện ra 3 phần, và đáng lẽ quả báo ấy đến sau mới trả. Nhưng nhờ sức tu niệm nên chỉ chịu quả nhẹ trong kiếp này để mau được giải thoát. Như Giới Hiền Luận Sư tiền kiếp là một vị quốc vương, đem binh đi đánh dẹp các nơi, tạo nghiệp sát quá nhiều, đáng lẽ đến đời này sau khi hưởng phước thừa rồi chết sẽ phải bị đọa vào địa ngục. Nhưng nhờ luận sư chí tâm tu hành và hoằng dương Phật pháp nên mỗi ngày ông bị một cơn bệnh, trạng như có nhiều lưỡi gươm vô hình đâm chém trong thân. Như thế trải qua 2 năm bệnh mới dứt. Do duyên đó mà luận sư tiêu được nghiệp địa ngục, sanh lên cõi Đâu Suất Đà Thiên. Lại như ông Ngô Mao tiền nhân cũng tạo nghiệp sát, đáng lẽ phải đọa làm heo 7 kiếp cho người giết. Nhưng nhờ ông tường trai niệm Phật nên khi thọ số mãn, bị giặc đâm 7 dao trả nghiệp xong 1 lần, rồi được giảng sanh về Cực Lạc. Nói tóm lại, lời tục gọi đó là trạng thái dồn nghiệp. Tuy nhiên, không phải mỗi người tu đều bị trả quả. Có người càng tu càng có điểm tốt, càng được an thuận, không bị trở ngại chi. Đó là do vị ấy những kiếp về trước không tạo nghiệp chi quá nặng, hoặc đã từng tu niệm và có nhiều căn lành. Nhưng luận theo phần đông, đại khái nếu không gặp những chướng ngại lớn cũng vấp phải những chướng ngại nhỏ. Ngoài những trở ngại của ngoại duyên, lại còn có 3 nguyên nhân phát sanh chứng nghiệp. 1. Cứ theo tông pháp tướng, trong tạng thức của ta có chứa lẫn lộn những nghiệp chủng lành dữ. Khi niệm Phật hay tham thiền, ta quân tập hạt giống công đức vô lậu vào, tất các nghiệp chủng kia phải phát hiện. Ví như một khu rừng rậm nhiều thú, nếu có dân cư đến khai quan, tất cây cối bị đốn, các loài thú đều chạy ra. Cảnh tướng và phiền não chướng duyên do nghiệp chủng phát hiện cũng thế. Đây gọi là sức phản ứng của chủng tử nghiệp. 2. Có những vị tu hành chẳng am tường giáo lý, không hiểu những tướng của nội tâm và ngoại cảnh đều dư quyển, chưa phát minh thế nào là chơn và vọng nên nhận định sai lầm. Do đó, đối với cảnh duyên trong ngoài sanh niệm tham chấp, vui mừng, thương lo, sợ hãi mà tự gây chướng nạn cho mình. 3. Lại ví như người theo quả đồ đi tìm mỏ vàng, đường xá phải trải qua non cao, vực thẳm, đồng vắng, rừng sâu. Bước hành trình tất phải nhiều công phu và gian lao khổ nhọc. Nếu người ấy không vững lòng, không biết tùy sức, tùy hoàn cảnh mà nhẫn nại uyển chuyển, tất phải thối lui, hoặc có khi bỏ cuộc, ghép vào một cảnh tạm nào đó, hay chết giữa đường. Lộ trình tu tập cũng thế, hành giả tuy y theo kinh giáo mà thực hành, song nếu không biết tùy sức, tùy hoàn cảnh nhẫn nại uyển chuyển, sự lập chí không bền lâu, tất sẽ thất bại. Chướng nạn đó cũng do chính mình gây ra. Trên đây là đại lược một ít nguyên nhân của các điều chướng ngại.